hồn trước lúc thấy mình trong gương. Tại sao giữa mấy tỷ người ta lại chọn lấy người không thương? Điều duy nhất không có điểm chung là phân cách sống của con đường. Với em là cát ngọc lầu son, với anh là áo bạc phong sương. Thì người thừa cho dù đến trước cũng sẽ trở thành kẻ thứ ba. Hãy đem theo tất cả những thói quen của